Những hạt này nó có cánh nè. Đó là đôi cánh thiên thần. Nó vừa sinh ra đã có thể vươn rộng đôi cánh, dũng cảm bay về phía trước. Dù trên đường gặp phải mưa to gió lớn, đôi cánh đứt lìa, nó vẫn cứ bay mà không bao giờ bỏ cuộc. Đôi cánh thiên thần. Tại sao nó lại chia các con về ba vậy chứ? Con ghét nội. Con không muốn rời xa ba đâu. Tô Mạn Âm, hãy tin anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ em suốt đời. Giám đốc sản xuất Kim Miến Linh, biên kịch Trương Phương Anh, Mạc Bội Nho, Khâu Chiêu Du, Trương Vũ Trung, đạo diễn Phùng Hương Hoa, với các diễn viên Đậu Trí Khổng vai Lâm Hạo Dương, Hạ Dư Chi vai Tô Mạn Âm, Hồng Tiểu Linh vai Hồ Thái Ni, Dương Nhất Triển vai Triệu Vân Tường, Trần Sa Lợi vai Tô Nghiêm Quân Linh, Trần Tú Trân vai Trần Ngọc Phụng, Trần Tâm Huệ, Lâm Tại Bồi vai Hồ Đức Sương, Phương Sầm vai Tô Lệ Trinh, Quỳnh Kiến Quần vai Cam Bảo Sinh, ông Gia Minh vai Tô Chí Diễn, cùng một số diễn viên khác. Đôi cánh thiên thần. Tập 10. Sao không chịu được nữa cũng phải chịu. Không lẽ em đã quên nỗi đau và mối hận tôi gia đã gây ra cho em sao? Em đã quên là muốn đòi lại công bằng từ tôi gia sao? Nếu như em vì một phút kích động bỏ đi công sức lâu nay, vì những vất vả trong 5 năm qua cũng coi như là uổng phí hết. Nếu như em đã muốn gặp con gái như vậy, anh sẽ đem đến nhà họ Tô. Đi. Anh Bảo, đừng mà. Em đã biết mình sai rồi. Hiện giờ em không thể nhận lại Mạn Âm. Em xin lỗi. Sau này em sẽ không làm như vậy nữa. Anh ngồi. Ngồi đi. Anh cũng hiểu nỗi lòng của người làm mẹ. Em muốn gặp lại con mình, đó là lẽ thường tình. Nhưng mà nè, Tài hả? Có chút chuyện nhỏ này cần tìm mấy huynh đệ của cậu giúp đỡ nha. Bên ngoài gió lớn lắm, vào nhà đi anh. Anh muốn ở đây thêm một chút. Vậy em ở lại với anh. Anh bảo em cũng biết anh muốn tốt cho em, cho nên mới nổi giận như vậy. 5 năm nay, nếu không có anh ở bên cạnh động viên em, giúp đỡ em, thì em sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Nhưng mà Em lại không biết nhẫn nhịn, đã khiến anh thất vọng. Em... Được rồi, không cần nói gì nữa hết. Anh biết việc không cho em gặp mặt bạn Âm quả thật là một việc rất tàn nhẫn. Nhưng mà vì hạnh phúc của hai mẹ con em sau này, anh không thể không tiếp tục nhẫn tâm như vậy. Cho nên anh thường tự trách mình, trách bản thân mình tại sao lại bất lực, không có cách nào giúp mẹ con em được trùng phùng. Ngày nào anh cũng hối thúc bản thân mình. Anh thề là nhất định anh sẽ cho mẹ con em được sống những ngày hạnh phúc. Em biết sự cố gắng của anh, em cũng biết anh đã hy sinh nhiều thứ. Anh bảo em cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Thật sự là em đã nợ anh quá nhiều rồi. Cho dù phải trả trong cả quãng đời còn lại cũng không thể trả hết. Giữa hai chúng ta còn nói vậy làm cái gì? Chỉ cần em đồng ý ở lại bên anh thôi. Lúc tâm trạng thấy vui vẻ thì hát vài bài cho anh nghe. Vậy là anh đã mãn nguyện rồi. Alo, Cam Bảo Sinh nghe. Cái gì? Hồ Đức Sương nhà cậu tìm một số anh em dữ dằn đi đối phó một người à? Các vị đồng nghiệp, sau khi đã xem xét thật cẩn trọng, phòng kế hoạch đã quyết định giao hoạt động SV lần này cho công ty chuyên về quan hệ công chúng của anh Triệu Vân Tường phụ trách. Chào quý vị, công ty chúng tôi cảm thấy rất hân hạnh có được cơ hội này. Tôi thay mặt toàn thể nhân viên trong công ty chúng tôi xin bảo đảm với các vị, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cho hoạt động SP lần này diễn ra thật tốt đẹp. Tôi xin lỗi, tôi mới coi qua bản thiết kế này. Kích thước của sân khấu có vấn đề, dây động cũng có vấn đề. Đến lúc đó mọi người sẽ bị kẹt lại ngoài đường. Như vậy việc thực hiện hoạt động này có thể sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Anh bạn này, tôi đã đích thân xem qua bản thiết kế rồi. Sao lại có thể có những vấn đề mà anh vừa nói? Tất cả các công trình lớn nhỏ của tập đoàn Tô Thị đều do tôi phụ trách. Đương nhiên tôi phải coi qua một lượt. Nếu như anh không tin, tôi đã đánh dấu tất cả những vấn đề ở đây. Anh hãy coi thử đi. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Được rồi, hai người hãy ngồi xuống đi. Lâm Hạo Dương, anh chẳng qua chỉ là một nhà thầu nhỏ, anh cứ thi công theo bản vẽ là được rồi. Nếu như anh không đồng ý thi công thì tôi có thể thu hồi công trình của anh. Trương Phong Hồ, tôi không phải cố ý gây sự, nhưng mà tôi đã ký hợp đồng với quý công ty, thì công trình lần này tôi nhất định phải phụ trách toàn diện. Có điều nếu như các chị kiên quyết đòi thi công như vậy, tôi có thể làm theo. Nhưng mà nếu có vấn đề gì thì quý công ty phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Vân Tường, giải tán. Vân Tường, anh đừng có giận mà được không? Em nhất định sẽ bắt tên Lâm Hạo Dương kia phải thi công theo bản vẽ này. Đừng nói nữa. Nếu phải thi công theo bản vẽ thiết kế này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó. Bản vẽ thiết kế này... Anh cứ tưởng là bản thiết kế này của anh chắc chắn không có vấn đề gì. Thật không ngờ cái tên Lâm Hạo Dương kia bới ra được quá nhiều sai phạm như vậy. Đúng là mất mặt. Vân Tường, em xin lỗi. Nếu không phải tại em hối thúc anh giao ra bản thiết kế thì anh sẽ không gặp phải tình cảnh này. Được rồi, nói với chuyện này có ích gì đâu. Vậy đi, ngày mai sẽ làm lại bản thiết kế mới giao cho em. Lần này thì anh sẽ khiến cho cái tên Lâm Hạo Dương đó có tìm đến mù hai mắt, cô không thể tìm ra được lỗi gì hết. Anh đi trước đi. Tránh ra coi, tránh ra coi. Tránh ra coi. Cây cầm cấu như vậy. Tránh ra coi. Buôn bán gì? Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi định làm gì? Ê, cậu muốn mua kem thì phải xếp hàng chứ. Xếp cái gì? Dẹp tiệm đi. Ê, ngừng tay. Xong đây cậu làm gì vậy hả? Ngừng tay lại. Cậu làm gì vậy hả? Cậu muốn gì vậy hả? Dẹp tiệm đi, không được bán đây nữa. Ông chủ Hồ. À Tài. Dạ. Mấy huynh này của cậu vất vả quá hả? Số tiền này cậu chia cho mọi người uống nước nha. Cảm ơn em chủ. Sau này có chuyện sẽ nhờ lại cậu đó. Dạ. À phải rồi, tôi còn bận chút chuyện, tôi đi trước đây. Dạ ông chủ Hồ đi thông thả. Tạm biệt nha em chủ, đi thông thả nha. Các cậu tránh ra. Không được, không được vào trong. Các vị phóng viên báo đài thân mến, mọi người nói thử xem, một công ty thương mại lớn như vậy lại không để chịu được tiệm mua bán nhỏ của tôi bên kia đường, đã ngang nhiên dùng thủ đoạn bỉ ổi để đối phó với chúng tôi, tấn công chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận thua cuộc. Hôm nay cho dù tôi phải liều cái mạng này thì tôi cũng phải đòi họ trả lại công bằng cho tôi. Bà có bằng chứng hay không? Tất nhiên là tôi có chứ. Trên tay tôi có đĩa phim của họ. Tôi có thể chứng minh bọn họ đã gây ra mọi chuyện. Xin lỗi, tôi là nhân viên ở đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạn Âm. Dì Tâm Huệ. Mạn Âm, tại sao con lại ở đây vậy? Con là nhân viên ở đây mà. Dì Tâm Huệ, dì đừng quá nóng nảy. Chúng ta hãy vào trong phòng họp rồi từ từ nói chuyện. Mạn Âm, cô có sao không? Cô chỉ là một nhân viên phục vụ, không đến lượt cô lên tiếng đâu. Nói công ty của cô cử người chức vụ cao ra đây đàm phán đi. Tôi là người phụ trách ở công ty này, tôi có tư cách đàm phán với cô chứ. Con có nghĩ người phụ nữ đó chính là Trần Ngọc Phụng không? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà rõ ràng là Trần Ngọc Phụng đã chết cách đây 5 năm rồi. Sao bỗng nhiên lại sống lại được? Lần trước khi con thấy cô ta, con cũng đã giật mình hoảng sợ. Lần trước con đã nhìn thấy cô ta? Con đã gặp cô ta từ trước rồi à? Dạ phải. Vậy tại sao không nói cho mẹ biết? Con cũng muốn nói, nhưng mà Đức Sương cứ kiên quyết không chịu để những chuyện không căn cứ như vậy ảnh hưởng đến mẹ. Cho nên con... Cho nên con đã giấu mẹ chuyện này cho đến tận bây giờ à? Mẹ đừng nổi giận mà. Con làm như vậy cũng là gì tốt cho mẹ thôi. Tốt cho mẹ? Cô ta không những xô ngã Mạn Âm mà còn định kiện công ty chúng ta, khiến đám nhà báo đều dây đến đây hết. Lần này thì công ty chúng ta sẽ bị mất mặt đó, con có biết không? Như vậy là tốt cho mẹ sao? Nếu như người đàn bà đó thật sự là Trần Ngọc Phụng, vậy thì những năm qua tấm lòng của tao đối với Mạn Âm coi như uổng phí sao? Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nếu người đàn bà đó quả thật là Trần Ngọc Phụng thì không thể nào ra tay nặng như vậy đối với Mạn Âm. Đây không thể nào là hành vi của một người mẹ được. Nhưng mà... Trên thế gian này, có người giống người như vậy sao? Bà chủ tịch và tổng giám đốc đều đến rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Xin hỏi quý danh của cô là? Tôi họ Trần. Tên đầy đủ của cô là? Hôm nay tôi đến để đòi lại công bằng, không phải để kết bạn với các người. Các người chỉ cần biết tôi họ Trần là đủ rồi. Đúng vậy. Nếu như cô Trần đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Cô nói công ty chúng tôi đã sai người đi phá tiệm của cô và còn đánh cô. Có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ thì tôi đâu dám đến đây. Đây chính là chứng cứ. Có điều, trước khi cho chiếu đĩa phim này, tốt nhất là cho mời phu quân của tổng giám đốc cùng đến đây. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc chứng minh sự thật đó. Gọi điện thoại kêu Hồ Đức Sương đến đây. Dạ. Trời đất ơi! Hả? Các người làm gì vậy? Muốn hôn khen thì phải xếp hàng. Sao chứ? Sao vậy? Dẹp tên đi! Nè nè nè! Ngừng tay! Mấy huynh đệ các cậu vất vả ha. Nè, số tiền này cậu chia cho mọi người uống nước nha. Cảm ơn chú Hồ. Tôi đã sớm biết việc buôn bán quá tốt dễ khiến người ta ganh ghét, sẽ gây nên những phiền phức không cần thiết. Vì vậy nên ở gần khu vực đó tôi đã bố trí một số máy quay. Không ngờ là quả nhiên cũng có lúc dùng đến. Mẹ à, tất cả những cái vụ này đều là hiểu lầm. Con có thể giải thích mà. Giải thích à? Còn gì để giải thích nữa. Mọi chuyện nó quá rõ ràng rồi. Tại sao lần nào anh cũng làm những chuyện khờ dại như vậy hết hả? Mà xin lỗi mẹ đi. Mẹ, con tại hồ đồ nên đã phạm phải sai lầm này. Nhưng thật tình mà nói, cô làm tất cả những chuyện này đều là suy nghĩ cho lợi ích của công ty. Hơn nữa con kêu bọn họ đi xử lý, nhưng mà đâu có ngờ bọn họ lại gây ra những chuyện thê thảm vậy. Mẹ xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Mẹ tha lỗi cho con? Vậy luật pháp có tha cho con không? Dạ. Hành vi của con có khác gì so với phường trộm cướp hả? Dạ. Con nhân chứng vật chứng đủ cả. Con đợi mà ngồi tù đi. Mẹ à, mẹ không thể thấy chết mà không cứu được chứ. Con không thể ngồi tù đâu. Con mà ngồi tù á thì Lệ Trinh và Thái Ni sẽ ra sao? Mẹ, mẹ hãy cứu con đi. Mẹ cứu con đi bà mẹ. Mẹ, thôi giùm con. Mẹ, xin mẹ nể tình. Đức Sư bao nhiêu năm nay đã tận tâm tận lực vì công ty. Xin hãy tha cho ảnh lần này được không mẹ? Mẹ, con cầu xin mẹ mà. Cô Trần à, tôi xin lỗi. Sự việc này tuy không phải do tôi chủ mưu, nhưng mà con rể phạm lỗi, làm mẹ vợ cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Như vậy đi, cô cho tôi một con số. Thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ bồi thường. Nếu bà chủ tịch đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không dài dòng nữa. Chỉ cần bà trả nổi cái giá đó thì sự việc này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Hả? 1 triệu đồng? Cái gì? 10 triệu đồng hả? Thiếu một con số không nữa. Ý của tôi là 100 triệu. Cô... hả? Bộ cô tưởng đi cướp xe trả tiền sao? Các vị hãy suy tính cho kỹ. Nếu như tôi đưa cái đĩa này cho các ký giả đang đợi bên ngoài, để người ngoài xã hội biết được hành vi độc ác của quý công ty, thì còn ai dám đến giao dịch với các vị nữa chứ. Đến lúc đó thiệt hại của các vị không chỉ là con số này không đâu. Con số 100 triệu chắc không phải là quá đáng hả? Mẹ, cô Trần à, tục ngữ nói rất đúng, tha cho người được thì cứ tha. Trong chuyện này tuy rằng chúng tôi đã có lỗi, nhưng cô cũng đâu cần phải đòi một cái giá quá lớn như vậy. Hơn nữa, giữa chúng ta không hề có thù oán sâu nặng gì, có phải vậy không? Cũng khó nói lắm. Biết đâu chừng trước đây các người đã gây ra rất nhiều chuyện có lỗi với tôi. Hôm nay tôi chỉ đòi lại những gì mình đáng được hưởng thôi. Chẳng lẽ cô ta là Trần Ngọc Phụng? Trần Ngọc Phụng là ai vậy? Tôi đoán chắc đó là một người đã từng bị các người bức hiếp. Cô Trần à, nếu như cô không phải là Trần Ngọc Phụng, vậy xin hỏi quý danh của cô là? Tên của cô ấy là Trần Tâm Huệ. Cam Bảo Sinh. Tâm Huệ. Anh Bảo, tại sao giờ anh mới đến hả? Để ba người họ đối phó một mình em sắp sửa không chống chọi nổi nữa rồi. Anh xin lỗi, anh có việc gấp phải làm nên đến trễ. Nhưng mà em yên tâm đi, có anh ở đây á thì không ai có thể ăn hiếp em được. Bà chị à, lâu rồi không gặp nhau mà khi sắc bà chị vẫn tốt như vậy. Tiểu lão đệ. Lâu nay tôi vẫn mong gặp lại cậu, nhưng khổ nổi không có cơ hội. Hôm nay được gặp nhau ở đây đúng là không ngờ. Hả? Đây gọi là chuyện đời khó đoán mà. Có rất nhiều sự việc mà mình có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Thì là vậy. Tôi xin lỗi, cho phép tôi giới thiệu nha. Vị này là cô Trần Tâm Huệ. Tâm Huệ à, Chủ tịch Tô là bạn già đã nhiều năm của anh. Khi xưa nếu không nhờ bà ấy giới thiệu việc làm ăn cho anh thì công ty du thuyền của anh sẽ không phát triển nhanh như vậy. Cho nên nói đi nói lại, anh vẫn nợ bà chị đây rất nhiều ân tình. Vì vậy sự việc xảy ra hôm nay, em hãy nể mặt anh, bỏ qua đi, đừng tính toán gì nữa. Nếu đã là bạn bè của anh thì dễ thương lượng rồi. Bà chủ tịch, thật xin lỗi, vừa rồi nói chuyện nếu có gì mạo phạm xin bà hãy bỏ qua cho. Không, đúng ra là lỗi của chúng tôi. Tôi muốn nói xin lỗi một lần nữa. Còn về thiệt hại của cô, chúng tôi sẽ bồi thường theo trị giá. Cô Trần à, nhân tiện tôi muốn hỏi cô chuyện này. Tôi muốn mời cô tham gia vào tập đoàn Tô Thị của chúng tôi. Cô có hứng thú không? Bà chị à, đề nghị của chị thật hay quá. Về chuyện làm ăn á, thì Tâm Huệ của tôi đúng là số 1. Nếu có cô ấy tham gia, tôi nghĩ doanh số của tập đoàn Tô Thị chắc chắn sẽ lên tận trời xanh. Vậy sao? Phải. Tâm Huệ, cơ hội rất hiếm có, em phải nắm chắc đó nghe. Sao hả? Vậy thì tốt quá rồi. Hôm khác có dịp chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Cảm ơn bà chủ tịch đã cho tôi cơ hội này. Có gì đâu. Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết ngoài đó. Vậy tôi xin phép đi trước bà chủ tịch. Thật lòng xin lỗi cô nha. Không dám. Đức Sương. Dạ. Còn không tiễn khách. Dạ mời cô Trần. Mẹ thật sự muốn cho Trần Tâm Huệ gia nhập công ty chúng ta sao? Lỡ như cô ta chính là Trần Ngọc Phụng thì phải làm sao? Mặc kệ cô ta là Trần Ngọc Phụng hay là Trần Tâm Huệ, chỉ cần cô ta vào công ty chúng ta, đến lúc đó chẳng phải chân tướng sẽ phơi bày sao? Kỳ lạ, vì Tâm Huệ là người dịu dàng như vậy, sao bỗng dưng lại trở nên hung hãn chứ? Không biết bà nội và cô ba thương lượng với dì ấy sao rồi? Bạn ông Hạo Dương, anh đã chuẩn bị cơm hộp cho em rồi. Lại đây, ngồi đi. Của em nè. Hạo Dương, em cái gì? Có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm chứ? Ăn cơm rồi nói sao? Wow, món gà cung đình, món kiến leo cây, còn có khổ qua nữa, toàn là những món em thích không hả? Là ai nấu vậy? Là do... Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ăn rồi hãy nói sao? Ngon quá. Những món này đặc biệt nấu cho em ăn đó, cho nên em phải ăn hết mới được. Anh yên tâm, mấy món ăn ngon như vậy chắc chắn em ăn hết sạch, không chừa một miếng. Mà ngon. Thật ra số đồ ăn này đều do chính tay mẹ của em nấu cho em. Nếu mẹ em có thể nhìn thấy em vui mừng ra sao khi ăn số đồ ăn này, thì không biết mẹ của em sẽ vui mừng như thế nào nữa. Anh nghĩ gì vậy? Anh ăn không? Dương Tường, sao anh cũng đến đây? Anh định tìm em để mời em đi ăn cơm. Thật không ngờ em lại ở đây cùng ăn cơm hộp với một đốc công. Đi theo anh. Nè, Dương Tường. Triệu Dương Tường, tôi không ngờ đường một vị công tử như anh mà lại có hành động vô lễ như vậy. Ý là nơi hộp cơm này đấy hả? Mạn Âm là thiên kim tiểu thư, vốn không nên ăn cơm hộp chỉ dành cho công nhân mà thôi. Dương Tường, anh nói gì vậy? Sao? Anh nói sai hả? Thì được, cùng lắm anh đền tiền cho anh ta được chứ gì. Nè, 2000 đủ không? Dương Tường, anh có sao không? Dương Tường, đừng tưởng có tiền là hay lắm, có rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng tiền đâu. Dương Tường. Mạn Âm à, ngồi bên đợi anh. Em yên tâm đi, mọi người đều là người văn minh, không có chuyện gì đâu hả? Đi đi. Lâm Hạo Dương, anh đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của anh nha. Tôi cảnh cáo anh, Mạn Âm là vị hôn thê của tôi, sau này không có sự cho phép của tôi, anh không được đến gần cổ. Vị hôn thê à? Chuyện này do anh tự nghĩ ra sao? Chỉ cần Mạn Âm vẫn còn độc thân thì cả hai chúng ta đều có cơ hội. Anh chỉ là một đốc công tầm thường thôi, muốn đấu với tôi hả? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi thấy kẻ không biết tự lượng sức là anh đó. Anh quên rồi sao? Lần đua xe ở sân bay anh đã thua tôi rồi mà. Thì ra kẻ lần trước chính là anh. Nhớ rồi hả? Tao cho anh biết, Không những trong đua xe tôi thắng anh, mà ngay cả màn âm tôi cũng sẽ thắng anh. Anh đừng có khoác lác nữa. Như vậy đi, ngày mai sẽ đấu tiếp một trận. Lần này thì đấu thuyền độc mộc được không? Nếu anh thua tôi thì từ nay về sau anh không được đến gần mạn âm dù chỉ nửa bước thôi. Nếu kẻ thua cuộc là anh thì sao? Vì mạn âm tôi sẽ không bao giờ thua cuộc đâu. Mẹ, Trần Tâm Huệ đó chẳng qua chỉ là một người buôn bán nhỏ ven đường, làm sao có khả năng kinh doanh các quầy hàng ở lầu 2 chứ? Nếu như mẹ thật sự muốn cho cô ta về công ty cũng được thôi, nhưng cũng đâu cần giao cho cô ta quyền lực lớn như vậy. Làm vậy thật sự là không tốt lắm. Mẹ phải suy nghĩ cho kỹ đó. Dù cô ta chỉ là người buôn bán nhỏ, nhưng khai trương chưa được bao lâu thì đã buôn mai bán đắt như vậy. Có thể thấy cô ta đã thấy được thời cơ mà kẻ khác không thấy. Một nhân tài như vậy sao lại phải là đối thủ của chúng ta? Chi bằng lôi kéo về để hợp tác với chúng ta, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ý của mẹ là chỉ cần là chuyện có ích cho công ty thì đáng để thử hả? Đương nhiên. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thôi được. Sao rồi? Mẹ đã quyết định giao các quầy hàng ở lầu 2 cho Trần Tâm Huệ phụ trách kinh doanh. Nếu thật sự lão Triệu bị đẩy ra ngoài, chẳng phải mình cũng sẽ tiêu luôn hay sao? Không được, mình phải báo cho lão ta hay mới được. Lâm Hạo Dương, hãy đợi đó. Cho dù là về công hay về tình cảm thì mãi mãi hắn cũng không phải là đối thủ của mình. Dương Tường, anh xem em đem món gì tới cho anh nè. Em biết hôm nay anh làm thêm nên đã chuẩn bị cho anh một ít đồ ăn khuya nè, còn có ít tinh gà nữa, giúp anh bồi bổ thể lực cho khỏe đó. Chà, anh vẽ thật là tỉ mỉ. Nếu như ngày mai Lâm Hạo Dương nhìn thấy bản vẽ này, chắc chắn sẽ không còn gì để nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm ra khuyết điểm trong các công trình của hắn. Phê bình người khác ai mà không biết. Chỉ những người làm được việc thì mới gọi là có bản lĩnh thật sự. Giống như anh vậy đó. Anh nghĩ có đúng không? Đại tiểu thư à, em đừng có lại nhảy bên tai hoài có được không? Bởi không thấy đang làm việc hay sao? Vậy em ngồi đây đợi, không phiền anh nữa. Tự nhiên thấy đói bụng quá. Em đem món gì tới đây? Em đem tới toàn là những món anh thích không đó. Nè, em đem nhiều không? Em đem nhiều như vậy bộ định nuôi anh cho mập hả? Cho dù sau này anh mập lên hay là già đi thì trong tim em, anh vẫn mãi mãi là dân tường đẹp trai nhất. 6 con 2. Có hối hận không? Không đâu. Có không? Không. Không có hả? Mở. 7 cái 1, 2, 3, 4, 5. Uống đi. Trời ơi, anh uống Sương, đi. Anh đừng bắt người ta uống nữa mà. Đừng có bắt cô ấy nữa. Đúng rồi, uống cho em một ly đi bà, trời ơi. Nội mà uống đi bà. Ly đi, tử lượng của em tệ lắm đó. Phải đó. Sao vậy? Nè, Tiêu Thanh à, hay qua phòng bên ngồi đợi một chút. Khi nào anh gọi mới được vào nha. Dạ. Chút nữa sẽ gọi trở lại à. Nè, anh Hồ à, anh vội vã điện thoại gọi tôi đến đây sao vậy? Hết tiền xài. Bây giờ tôi vẫn còn chút đỉnh. Một chút nữa Không biết ạ. Nói vậy là có ý gì? Tôi luôn luôn làm đúng quy tắc. Tháng nào cũng chuyển phần của anh vào trong tài khoản của anh, không trễ một ngày. Tất nhiên tôi cũng biết anh là bạn làm ăn tốt rồi. Có đúc đèn cũng không tìm thấy người thứ hai, phải vậy không? Nhưng mà gần đây hình như bà già vợ của tôi hình như đã mắc phải chứng bệnh của người già. Bà chủ tịch làm sao? Bỗng dưng là trở chứng thích một người phụ nữ tên là Trần Tâm Huệ, và định đem quyền kinh doanh quầy hạng lầu 2 giao cho bà ta. Nè, tình hình này có bộ bà chủ tịch muốn cản tà rõ máng với tôi rồi đó. Anh nói lại xem. Vừa rồi anh nói người phụ nữ đó tên là gì? Trần Tâm Huệ. Cô ta từ đâu đến? Từ đâu đến hả? Mắc cười quá à. Cô ta mở một tiệm bán kem ngay bên cạnh công ty chúng ta. Người bán kem thôi, nhưng mà kỳ lạ là ngày nào cũng có hạng dài người xếp hạng chờ mua kem. Tôi thật không thể tin trên đời này là có loại kem ngon đến mức vậy. Thật kỳ lạ. Có chuyện này thiệt sao? Hôm nào có dịp tôi phải đi gặp cô ta để xem cô ta có bản lĩnh gì. Kỳ lạ, Dương Tường đi đâu rồi? Thì sao đây? Ai đến bờ bên kia trước, người đó thắng. Là anh nói đó. Bắt đầu đi. Khoan đã. Dương Tường, anh đã thức suốt đêm qua để làm cho xong bản vẽ thiết kế. Bây giờ làm sao có thể thi đua với lại Lâm Hạo Dương chứ? Lâm Hạo Dương, từ nhỏ đến lớn anh đều sống ở sông nước. Anh làm như vậy là ép người quá đáng đó. Vậy thì không đua nữa. Không sao cả. Dù tôi thiếu gũ nhưng vẫn có thể thắng anh. Huống hồ thủy độc bọc vốn là sở trường của tôi. Nhắm mắt lại cũng có thể thắng mà. Bắt đầu đi. Được. Dương Tường. Cẩn thận, không sao chứ? Em không sao. Tôi thua rồi. Bỏ đi. Anh đã thức cả đêm qua. Với lại tôi là đứa trẻ lớn lên từ sông nước. Tôi thắng cũng không dễ dàng gì đâu. Lần sau đi. Thua thì thua thôi, tôi có gì để nói nữa đâu. Nhưng mà về mặt công việc thì tôi sẽ gộp cả món nợ hôm nay và trước đây cùng tính lên một lúc. Nói được thì phải làm được đó. Bà chủ tịch, sức khỏe của bà thật tốt. đánh mười mấy lỗ cũng không cần ngồi xe, thật sự khiến tôi rất ngưỡng mộ. Không dám. Việc làm ăn của cô tốt như vậy, ngày nào cũng có khách đến, mới khiến người ta ngưỡng mộ đó. Cái tiệm nhỏ của tôi đâu dám đem ra so sánh với tập đoàn thương mại lớn của bà đó chứ. Đó là nơi mọi người có thể đến ngắm nhìn, ăn uống, dạo chơi, là nơi có thể thực hiện mơ ước và hạnh phúc của con người. Điều này thì cửa tiệm của tôi không thể làm được. Tại sao lời của ta nói lại giống y như Chí Viễn vậy? Bà chị à, chị làm sao vậy? À, không có gì. Những lời cô Trần vừa nói khiến tôi nhớ đến một người. Nhưng mà hiện giờ người đó đã không còn trên đời nữa. Cô Trần à, tôi rất muốn biết tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là bà chủ tịch chắc cũng hiểu rất rõ. Bây giờ là thời đại dịch vụ chất lượng cao rồi. Thành hay bại của một công ty bách hóa không nằm ở chỗ giá cao hoặc là bán đủ loại mặt hàng. Hiện nay, việc mua bán qua mạng và dịch vụ giao hàng tận nhà là một loại hình mới rất phổ biến. Nhưng việc mua bán trên mạng là không thể mua được sự phục vụ thân thiện và nụ cười chân thành. Nói tiếp đi. Muốn thu hút ngày càng nhiều người bước ra khỏi nhà đến trung tâm thương mại để tiêu tiền thì càng phải hiểu rõ hơn việc định hướng các loại khách hàng. Như nữ giới là đối tượng chủ yếu của shopping mall, là nơi tiêu khiển của các cặp vợ chồng trẻ dịp cuối tuần, hay là những nhà hàng có chủ đề về phong vị các nước khác, hoặc các chủ đề khác nhau để thu hút các tầng lớp khách hàng khác nhau. Tôi nghĩ xu thế này mới chính là trào lưu tiêu dùng chủ yếu của khách hàng trong tương lai. Thật không ngờ cô Trần đây lại có hiểu biết sâu rộng về ngành kinh doanh bách hóa. Với mọi loại hình kinh doanh tôi đều rất có hứng thú. Đợi đến ngày nào đó tôi gom đủ số vốn để làm ăn, nhất định tôi sẽ mở một trung tâm thương mại có thể mang lại hạnh phúc và mơ ước cho mọi người. 竟如此寂寞，直到被你投下石头，从此发现幸福的背后，那个石头被我日夜重。